Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Mùa lễ hội cuối năm và Tết Nguyên Đán sắp tới, nếu còn thiếu ý tưởng cho những buổi tiệc gia đình thì mời các bạn thêm vào thực đơn món lẩu Thái này nha. Nước lẩu Thái chua chua cay cay xen lẫn mặn ngọt rất hài hòa. Mùi thơm đặc trưng của nước lẩu Thái không thể lẫn vào đâu, vô cùng kích thích vị giác, lại còn có màu đỏ đẹp mắt hấp dẫn, hợp với rất nhiều đồ ăn kèm như là tôm, mực, cá, thịt, rau thì rất đa dạng. Cách nấu lẩu Thái chuẩn ngon, đơn giản, không cầu kỳ. Mình sẽ cùng các bạn thực hiện từng bước, chia sẻ đầy đủ các loại gia vị đặc biệt, liều lượng nêm nếm cụ thể, hoàn thành nồi lẩu Thái hoàn chỉnh nhất để ai cũng có thể nấu được lẩu Thái ngon nha. Nào mời các bạn cùng vào bếp nấu món ăn này với mình nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để lẩu được ngon hơn thì các bạn nấu nước dùng bằng xương heo hoặc là xương gà ha, để lấy chất ngọt. Cách nấu nước dùng bằng xương heo mình đã có hướng dẫn chi tiết. Các bạn xem qua clip mình đính kèm dưới phần mô tả của video này nha. Hôm nay mình chỉ chú trọng nấu phần lẩu thôi nha. Bây giờ mình đi sơ chế các nguyên liệu này trước. Tỏi thì mình dùng 25-30g đập dập ra, sau đó các bạn băm nhuyễn ra nha. Tiếp theo là riềng. Đây là gia vị tạo mùi thơm cho nồi lẩu. Vai trò quan trọng nên các bạn đừng có bỏ qua nha. Mình dùng 50g riềng. Riềng thì mình gọt vỏ rồi mình sắc lát ra nha. Lá chanh thì mình dùng khoảng 7-10 lá, cắt to như thế này. Hoặc dùng tay xé ra để xào chung cho thơm. Sả cây thì mình sử dụng 4 tép, đập dập ra nè. Sau đó cắt khúc ngắn cho dễ xào nha các bạn. Cà chua thì mình dùng một trái lớn, cắt múi cao. Hành tây thì mình sử dụng nửa củ, cắt múi cao luôn ha. Thơm này mình thái lát ra luôn ha. Tiếp theo thì mình dùng tắc để làm vị chua cho nước lẩu. Mình dùng khoảng 10 trái tắc, cắt đôi từng trái ra như vậy. Và vắt lấy nước cốt tắc mình lọc qua một cái rây để loại bỏ hạt nha các bạn. Phần chuẩn bị nguyên liệu đã xong, bây giờ mình tiến hành nấu nước dùng lẩu nha. Cho vào nồi khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Sau đó cho tỏi vào mình phi lên cho thơm ha. Rồi tiếp tục mình cho sả cây đập dập vào, rồi đến riềng và lá chanh vào xào chung lên. Mình phi trên lửa vừa cho đến khi nào sả, riềng và lá chanh nó dậy mùi thơm nha các bạn. Mùi bốc lên thơm quá các bạn ơi. Mùi lá chanh thơm dễ chịu, rất đặc trưng luôn các bạn. Tiếp theo thì mình cho vào 2 muỗng canh tương cà và 2 muỗng canh tương ớt vào mình xào chung ha. Mình dùng tương ớt chinh su để thay thế ớt trái nha các bạn. Đây chính là bí quyết để cho nước lẩu của mình vừa thơm vừa lại có màu đẹp đó các bạn. Sau đó thì mình cho vào 2 lít nước hầm xương. Mình xin nhắc lại là phần hướng dẫn cách nấu nước hầm xương sao cho nước ngọt thanh và lại trong veo. Mình có đính kèm link ở dưới phần mô tả của video. Các bạn nhớ tham khảo ha. Lượng nước này thì mình nấu được nồi lẩu cho khoảng 8 người ăn nha. Các bạn nhìn nè, chỉ mới nêm tương ớt thôi á mà nước lẩu đã có màu rất đẹp và ngon mắt rồi nè. Bây giờ mình cho thêm 6 muỗng canh tôm dùm phát. Đây là một loại gia vị rất đặc trưng tạo nên hương vị của lẩu Thái. Khuấy đều lên nha. Bây giờ mình sẽ nêm 2 lít nước dùng lẩu này nha. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh rưỡi hạt nêm, 6 muỗng canh rưỡi đường phèn. Mình dùng đường phèn để có được độ ngọt thanh nha các bạn. Nếu mà các bạn dùng đường cát thì độ ngọt nó nhiều hơn, nhớ gia giảm ha. Món này thì đường phải dùng nhiều một chút để cân bằng được vị chua đó. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Mình tiếp tục ninh trong khoảng 15-20 phút nữa cho sả, riềng nó ra hết chất thơm nha. Nhớ hớt bọt nếu có ha các bạn.
mình nên ở mức lửa dưới trung bình ha, cho nó sôi lăn tăn như vậy là được nè. Sau khoảng 30 phút tính từ khi nước sôi, nấu với mức lửa nhỏ vừa. Lúc này các gia vị thơm nó đã ra hết chất thơm, mình vớt ra luôn ha. Vớt hết xả cây nè, riềng và lá chanh ra nè. Các bạn có thể dùng vợt để vớt cho sạch ha. Sau đó mình cho thơm vào nha. Bây giờ mình nêm vào đây 50ml nước tắc để tạo vị chua cho món lẩu. Các bạn có thể dùng nước tắc hoặc là nước me cũng được ha. Cho thêm 2 muỗng canh nước mắm ngon. Nước mắm sẽ giúp nước dùng lẩu của chúng ta có vị mặn vừa phải mà không bị gắt, đồng thời sẽ dậy mùi thơm hơn đó các bạn. Lưu ý các bạn nhớ cho nước mắm và nước tắc vào sau cùng để giữ được mùi thơm ha. Cuối cùng mình nêm thêm 1 đến 2 muỗng canh ớt sa tế. Sa tế này là nhà làm này các bạn. Độ cay thì tùy khẩu vị gia đình các bạn nha. Hoặc các bạn không ăn được vị cay quá nhiều, có thể nêm thêm tương ớt chin su nha. Vị cay sẽ dịu nhẹ, dễ vừa miệng hơn. Khuấy đều tất cả lên và mình nếm lại một lần nữa. Các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Bây giờ mình múc ra nồi nhỏ để dùng lẩu thôi. Để ăn lẩu thì mình dùng một cái nồi trẹt như thế này. Cho vào đây vài cọng hành hoa nè, vài muỗng cà chua, cùng một ít hành tây nữa. Và mình cho nước dùng lẩu đang nóng qua luôn. Nước lẩu bây giờ có vị chua cay, mặn ngọt rất hài hòa. Màu đỏ đẹp mắt rất là kích thích vị giác đó nha các bạn. Đồ ăn kèm với lẩu Thái rất là đa dạng. Ở đây mình có mực nè, mực được khía rất đẹp ha các bạn. Cái này là mình mua người ta làm sẵn rồi nha. Tôm thẻ nè, và cá bông lau. Các bạn cũng có thể ăn kèm với những đồ hải sản khác như là nghêu, sò, bạch tuộc hoặc là thịt bò cũng rất là hợp và ngon nha. Về rau ăn kèm ở đây thì mình có rau muống, bắp chuối bào, bạc hà và một ít nấm. Ở Việt Nam thì rất là dễ kiếm các loại rau đa dạng như là rau nhút, kèo nèo, cải thảo. Thích gì thì mình dùng nấy nha các bạn. Bên cạnh đó ăn kèm còn có thêm một ít bún tươi nữa nha. Bây giờ mình sẽ dùng lẩu thôi các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn và đói bụng quá luôn. Bật bếp cho nước lẩu sôi trở lại. Rồi mình lần lượt thả mực, tôm và cá vào nè. Nước lẩu sôi sùng sục, màu đỏ đặc trưng. Mùi thơm hấp dẫn của lẩu Thái vô cùng kích thích vị giác. Nghe thôi là đói bụng cồn cào luôn các bạn. Trời đông lành lạnh, cả nhà quây quần cùng ăn lẩu như thế này thì còn gì thích bằng. Màu lẩu đẹp, hương vị chua cay, mặn ngọt vừa ăn, rất cân đối hài hòa. Không có gì ngạc nhiên khi lẩu Thái trở thành một trong những món lẩu hấp dẫn và được ưa chuộng nhất trong những buổi tiệc và lễ hội. Mình nhúng thêm một ít rau bắp chuối bào, rau muống ăn kèm nữa nè. Lẩu nóng hổi, ngọt ngào thanh mát, chua chua cay cay. Nhờ độ thơm ngon kích thích vị giác của nước lẩu Thái, bảo đảm cả nhà sẽ nhanh chóng tiêu thụ hết lượng rau, hải sản và thịt ăn kèm một cách nhanh chóng ngon miệng mà không hề ngán chút nào luôn. Chúc các bạn thành công với món lẩu Thái hấp dẫn này nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.